mẫu xe được mệnh danh là thần thánh đây. Một chiếc xe được đánh giá rất là cao trong phân khúc, luôn luôn là lựa chọn hàng đầu. Đây các bác này, với chiếc xe này thì các bác sở được quá yên tâm về chất lượng nhá. Độ lồi đồng cua đá thì không ngoài bàn luôn. Chi phí sửa chữa rẻ, xăng cộ tiết kiệm loanh quanh tầm 5-6 lít nhá. Cho một chiếc sedan phân khúc B này. Nội thất kem trần nỉ nguyên bản này. Và xe thì cam kết cho mọi người là keo chỉ zin cả xe nhá, kính theo xe hết. Máy zin từ mặt giàn cò nhá, máy zin từ mặt giàn cò. Loanh quanh hơn chục vạn thôi, đời 2019 form mới nhá. Đấy, bác nào đang cần tìm trong những mẫu xe loanh quanh trong tầm 300 thì mẫu xe này chắc chắn không thể bỏ qua rồi. Một chiếc xe hàng quốc dân, sơn xi màu vàng cát rất là đẹp luôn, 2019 form mới các này. Các phần gân này, các phần gân rất là đẹp luôn, còn nguyên bản hết nhá, thân vỏ mỏng đây, kể cả từ phần na răng hay là form thiết kế form dáng bên ngoài cũng như nội thất bên trong đều là thiết kế mới rồi, rất là đẹp luôn. Đây sơn xi bên ngoài đây mọi người nhá, hồ sơ em đang cho rút rồi nhá, 2019 tài chính bên em đang chào bán là 310 triệu đồng ba hồ sơ cho các bác. Bác nào quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios này thì cứ alo cho bên em nhé. Số hotline 0354 152 888 nhé. Đăng kiểm tháng 10 này. Đây, thân vỏ bên phần hàng ghế bên phụ đây. Nói chung là chiếc xe này thì cam kết cho mọi người về chất lượng nhé. Không tai nạn đâm vai đâm nước này. Máy móc cầm bệ đây. Đời cao hay là chúng ta không bàn về chất rồi. Nồi đồng cua đá. Nội thất đây rất là sạch sẽ các bác nhé, keo chỉ zin cả xe, có trang bị màn hình cam đùi đầy đủ nhé, màn hình Android. Chiếc xe thì được sở hữu khối động cơ 1.5 nhé, phiên bản số sàn với hộp số sàn 5 cấp và là dẫn động hệ thống dẫn động cầu trước các bác nhé. Đây xăng cộ thì loanh quanh tầm 5-6 lít thôi. Có túi khí an toàn thì được trang bị là 7 túi khí an toàn ABS này, rồi là gương kính điện. Một mẫu xe phiên bản E nhá. Đời 2019 310 triệu đồng. Đấy, bác nào quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios này thì cứ alo cho em nhá. Bao ship trên toàn quốc. Đây, xăng cộ này. Loanh quanh 5 6 đến 7 lít. Về phần máy đây, em sẽ cho các bác tham khảo luôn nhá. Đấy, qua cái này thì loanh quanh tầm khoảng hơn chục vạn các bác nhá. Đây, túi khí an toàn này. Tầm khoảng ô đồ tầm khoảng 14 15 vạn. Máy móc đây. Máy trắng này. Đi từ dàn quán nhá các bác nhá. Đây. Giá máy rất đẹp luôn. Cửa tiền 310 triệu đồng cho chiếc Vios 2019 này. Đấy, bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì cứ alo cho bên em nhá. Xin cảm ơn mọi người.